Ôi rồi khách ở trong Nam Bà Rịa Vũng Tàu mua hai cây mộc còn lăm lay rồi. Buồn cười lắm. Ừ. Nhớ như khách nào đau hết đầu. Như ở khách nhiều khi có khách nhiều về thừa tiền cứ chuyển nó còn chả nhớ cái gì luôn ý. Là mình cũng chả nhớ cái mẹ gì. Đau đau hết đầu. Nhưng mà nói chung là bị cái tháng này là nó cũng bị hôm ấy là cho mèo, thế là nó câu chuyện cũng dài lắm. Cho mèo thế là để số điện thoại của khách, thế là Facebook nó đang giảm, không biết là tháng sau nó thế nào, mùng 8 này nó thế nào. Nhưng cái đợt tí thì đông thật, mẹ cái đợt quay một video lên triệu người xem. Gọi điện tí tới mình cần chả nghe muốn nghe điện thoại luôn. Thấy tiếng chuông điện thoại là đã ám ảnh rồi. Gọi liên tục sợ thật. Bây giờ còn đỡ đấy. À. Cái này xén nữa là đi khám Tết sau nó phải dày biệt nữa là